Phải nói là có điều kiện có tiền là chắc chắn chúng ta sẽ lựa chọn một chiếc máy xăng thay vì phiên bản máy dầu. Đầu tiên đó là cái khả năng vận hành ổn định hơn nữa, thì cách âm chống ồn tốt, máy êm ái mượt mà khi trong quá trình sử dụng. Và ngày hôm nay thì một mẫu Santa Fe được sản xuất năm 2018 phiên bản động cơ xăng 2.4, phiên bản full xăng đặc biệt, em sẽ giới thiệu đến toàn thể quý khách hàng để mọi người lựa chọn cho gia đình mình một chiếc xe SUV gầm cao 7 chỗ, form dáng thiết kế trẻ trung năng động cũng như là được trang bị đầy đủ full công nghệ option bậc nhất trong phân khúc SUV gầm cao 7 chỗ. Với cái form dáng vẻ ngoài của một mẫu xe đến từ thương hiệu Hàn Quốc, một thương hiệu đi đầu về công nghệ cũng như là các form dáng trẻ trung hiện đại, mẫu Hyundai Santa Fe của chúng ta được trang bị với các chi tiết sắc nét ngay cho cái phần đầu của chiếc xe. Hệ thống mặt ca răng hình thác nước với thiết kế điêu khắc dòng chảy vẫn được áp dụng trên ngôn ngữ thiết kế của Hyundai Santa Fe. Các chi tiết mặt ca răng mạ chrome sáng bóng nổi bật lên logo Hyundai đặt ngay ở trung tâm của chiếc xe. Các chi tiết khỏe khoắn ngay cho cái phần mặt ca răng của chúng ta này. Hệ thống chiếu sáng được trang bị đèn bi gương cầu projector có tính năng tự động bật tắt và các chi tiết đèn còn rất là sáng trong. Với cái đèn bi projector này thì cho cái chế độ đi ban đêm của chúng ta thì chiếu sáng rất là tốt. Chi tiết đèn gầm này và có chế độ rửa đèn pha được trang bị trên phiên bản full xăng đặc biệt. Và bên này là chi tiết hệ thống chiếu sáng ở bên cánh lái, mọi người có thể quan sát này. Các chi tiết đèn cực kỳ là sáng trong. Trên phiên bản cao cấp nhất thì chúng ta sẽ được trang bị một bộ la răng đúc hợp kim 19 inch, là thiết kế bộ la răng lớn nhất so với tất cả các phiên bản còn lại. Và con này thì được trang bị một bộ lốp Michelin, một bộ lốp cực kỳ chất lượng. Với bộ lốp Michelin này chúng ta vận hành rất là êm, giảm khả năng ồn và cũng như là êm ái hơn rất là nhiều. Phanh ABS chống bó cứng được trang bị đầy đủ trên chiếc xe này rồi. Và mọi người thể quan sát này, mặt la răng rất là sáng bóng cho một chiếc xe được sản xuất năm 2018. Gương chiếu hậu chỉ cập điện, tích hợp xi nhan, báo rẽ và tay nắm cửa được trang bị tính năng mở cửa thông minh, đóng mở cửa một chạm. Bậc lên xuống được trang bị để chúng ta có thể di chuyển lên xe thuận tiện và dễ dàng hơn rất là nhiều, an toàn hơn rất là nhiều. Viền chân kính được bọc viền kim loại sang trọng này. Đi luôn vào phần nội thất của chiếc xe này, với tông nội thất đen ghi kết hợp được trang bị trên cái chiếc Santa Fe 2018 này. Ghế lái chỉnh điện đa hướng nhớ ghế hai vị trí. Phiên bản full của chúng ta sẽ được trang bị thêm cái tính năng nhớ ghế hai vị trí ở cái vị trí ghế lái, có chế độ làm phồng đệm lưng này. Và đây là chi tiết ghế da của chiếc xe 2018 này, các anh chị có thể tham quan sát này. Ghế vẫn rất còn êm ái, căng từ đệm ghế cho đến má ghế, có lỗ thông hơi ở ngay vị trí trung tâm của chiếc xe, phần ghế giữa trung tâm, tạo cảm giác thoải mái nhất, dễ chịu nhất cho tài xế khi vận hành. Trên vô lăng bọc da thiết kế 4 chấu sẽ được tích hợp các tiện ích kèm theo như là tăng giảm âm lượng, đàm thoại rảnh tay và có ga tự động cruise control được trang bị trên chiếc xe này rồi. Hệ thống chiếu sáng auto này và hệ thống gạt mưa cũng được trang bị auto trên chiếc xe này. Ngoài ra là phía bên tay trái vô lăng chúng ta sẽ được trang bị thêm một số tiện ích. Các chế độ lái drive mode, chế độ đổ đèo hay là hệ thống chống trơn trượt. Và trên phiên bản full xăng của chúng ta sẽ là bản động cơ 2 cầu 4 bánh vận hành cực kỳ là khỏe. Và đây là khóa vi sai trung tâm cho phiên bản 2 cầu. Cửa gió điều hòa thiết kế lớn, dễ dàng điều chỉnh mức gió và điều chỉnh hướng gió. Viền mạ kim loại sang trọng cho một chiếc xe phiên bản cao cấp nhất. Sau vô lăng đó chính là màn hình hiển thị đa thông tin, cung cấp các thông số cho tài xế khi vận hành. Màn hình nguyên zin nguyên bản theo xe, tích hợp các tiện ích vừa đủ như Bluetooth, FM, radio, định vị chỉ đường. Và phiên bản cao cấp nhất của chúng ta thì được trang bị đề nổ thông minh Startop này, điều hòa tự động hai vùng độc lập có lọc không khí clean air. Các anh chị có thể quan sát, một chiếc xe trải qua sau 6-7 năm sử dụng thì các phím bấm rất là sắc nét, không bong chóc hao mòn nhé. Cửa gió điều hòa hai bên thì đối xứng, thiết kế độc đáo, rất là hình giống hình con voi. Mọi người thấy là đầu con voi rất là giống với hai cái tai cùng với cái vòi bên dưới này. Phía bên dưới thì các anh chị có thể quan sát với cổng kết nối USB, cổng AUX, cổng sạc 12V được trang bị đầy đủ trên chiếc xe này rồi. Quanh củ số bọc da thì chúng ta sẽ được trang bị một số tiện ích khác như là tính năng sưởi ghế cho vị trí hàng ghế trước, ở ngay cả vị trí ghế lái và ghế phụ được trang bị thêm cái tính năng sưởi ghế đó rồi. Và phanh tay điện tử cũng được trang bị trên chiếc xe này. Mọi người thì quan sát này, tính năng sưởi ghế cho vị trí hàng ghế trước, phanh tay điện tử, phanh auto hold và phía sau đó là hai vị trí hộc để đồ, để ly, bệ tì tay thì kiêm một cốp đồ trong chiếc xe này. Trung tâm táp lô của chúng ta thì cũng rất là mới, không có dấu hiệu xước sát đáng kể. Gương chiếu hậu chống chói tự động và con này lên được một cái cam hành trình rồi. Chúng ta tiết kiệm thêm một cái khoản tiền nho nhỏ cho một cái trang bị trên chiếc xe này.
Và trên phiên bản full cao cấp nhất thì chúng ta sẽ được trang bị một bộ cửa sổ nóc toàn cảnh panorama. Và đây là cái cửa sổ nóc của chiếc Santa Fe 2018 này. Hiện tại con này em đang chào với một cái giá rất là hợp lý, 739 triệu đồng cho chiếc Santa Fe 2018 phiên bản full xăng. Ngoại thất đen và nội thất ghi sáng các bác chị nhé. Trần nỉ màu ghi này, các chi tiết trên xe cực kỳ sắc nét cho quý khách hàng. Keo chỉ nguyên zin nguyên vẹn 100% cho quý khách hàng luôn. Tem mác này, các con ốc trên phần cột B của chiếc xe không có dấu hiệu cậy mở và không có dấu hiệu han rỉ hoen ố. Các chi tiết con ốc ở trên phần cột A cũng như là các chi tiết đường ống ốc bản lề không có dấu hiệu cậy mở quý khách hàng nhé. Hệ thống âm thanh của xe cùng với phần táp ly không một vết xước, rất là sáng nét. Phím bấm này, vị trí để chai nước, để đồ xung quanh xe được trang bị khá là nhiều. Và đây là các chi tiết con ốc trên phần táp ly cánh cửa. Và xung quanh keo chỉ của chiếc xe này thì mọi người thấy quan sát này, còn rất là đẹp. Một chiếc xe màu đen, cái màu đen thì bao giờ nó cũng có cái màu bền hơn so với các phiên bản màu còn lại rồi. Khoang nội thất phía sau thì mọi người thấy quan sát này, túi để đều đồ dành cho hàng ghế phía sau, cổng sạc 12V. Và Santa Fe thì chúng ta sẽ được đặt cửa gió điều hòa cho hàng ghế phía sau ở vị trí cột B. Rất là dễ dàng điều chỉnh hướng gió, mức gió cho quý khách hàng. Cửa sổ nóc toàn cảnh thì chúng ta ngồi phía sau, chúng ta có thể tận hưởng được không gian thoáng đãng, dễ chịu với không gian cực kỳ là rộng rãi, khoảng để chân thoải mái cho những hành khách ngồi phía sau. Hàng ghế sau của chúng ta sẽ được trang bị thêm một cái tấm rèm cơ che nắng này. Cột A và cột B của chiếc xe các bác có thể quan sát luôn. Phần hệ thống âm thanh, phím bấm này, táp ly thì sẽ kết hợp với hai tông màu để cái tông màu chúng ta cảm nhận nó sẽ dễ chịu hơn so với một tông màu tối giản. Hệ thống âm thanh cũng như là các chi tiết phía sau hàng ghế thứ hai, chúng ta sẽ được trang bị thêm khóa chốt an toàn cho trẻ em cùng với các chi tiết con ốc này, cực kỳ là sáng nét, màu sơn đánh dấu nhà sản xuất, không có thiệu cậy mở. Keo chỉ xung quanh của xe thì nguyên zin nguyên vẹn rồi. Tiếp theo cho mặt la răng bánh sau của chiếc xe, thông số lốp là 235/55R19 các chị nhé. Bộ lốp Michelin của chúng ta thì rãnh lốp còn rất là sâu, chất lượng còn rất là tốt, chúng ta còn có thể sử dụng thời gian khá là dài nữa. Mặt la răng sáng bóng và phanh đĩa ABS thì được trang bị đầy đủ trên cả 4 bánh của chiếc xe này rồi. Về form dáng phần hậu của chiếc Santa Fe 2018 thì các bác có thể quan sát này, cặp đèn hậu đa chiều thiết kế lớn ôm trọn phần hông xe, giải đèn phanh trên cao tăng quan sát cho các phương tiện đi phía sau, cam lùi, cảm biến cảnh báo va chạm chúng ta được trang bị đầy đủ trên chiếc Santa Fe phiên bản 4WD này rồi. Hai ống xả thì đặt ngay ở bên góc phải của chiếc xe, thiết kế khoa học gọn gàng. Và đặc biệt thì trên phiên bản full của chúng ta sẽ được trang bị một tính năng nữa, đó chính là cái tính năng cốp điện. Một cái tính năng rất là hiện đại và không phải dùng một tối một chút sức lực nào cho cái phần khoang cốp của chúng ta. Hiện tại thì hàng ghế thứ ba đã được gập phẳng và mọi người thấy quan sát là khi hàng ghế thứ ba gập phẳng thì cái khoang cốp của chúng ta nó rộng rãi hơn rất là nhiều. Và chúng ta dễ dàng quan sát với cái vị trí cho cái hàng ghế thứ ba này, cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ ba cùng với vị trí để ly để đồ. Bên tay phải của chiếc xe các bác có thể quan sát này, trang bị thêm một tấm lót để bảo vệ cho cái phần khoang cốp sạch sẽ và không xước sát. Bộ dụng cụ sửa chữa của chiếc xe mọi người thể quan sát luôn này, kê một hộp đồ ngay bên cạnh, rất là chất lượng. Xung quanh các chi tiết trên xe, hai ti điện chống đỡ chắc chắn, các chi tiết con ốc này, các chi tiết đường ống này, keo chỉ này, còn nguyên màu sơn đánh dấu của nhà sản xuất nhé. Hai ti điện chắc chắn chống đỡ cho cái phần khoang cốp này, rất là bền bỉ. Và cái phần khoang cốp thì mọi người thể quan sát này cũng không có dấu hiệu xước sát một chút nào cho một chiếc xe được chủ nhân cũ rất là giữ gìn. Với mẫu xe 2018 này thì bên Ba Tư Phan Vô Gầm Cao bên em sẽ vẫn hỗ trợ làm banh cho quý khách, và lãi suất thì theo lãi suất ngân hàng, bên em chỉ hỗ trợ quý khách kết nối với ngân hàng thôi. Vì vậy nên chị nào có nhu cầu trả góp thì vẫn có thể kết nối với hotline của bên em để tư vấn cụ thể hơn. Mặt la răng cho bánh sau các bác nhá, sáng bóng này, phanh ABS chống bó cứng này, dàn lốp mới cực kỳ là chất lượng rồi. Một mẫu SUV gầm cao 7 chỗ nhưng mà nó cũng đã nội địa hóa với form dáng bên ngoài cho để các bác có thể phù hợp, có thể di chuyển trong những khu nội đô đông đúc một cách thuận lợi dễ dàng. Con này thì được đánh giá khá là cao trong cái phân khúc SUV gầm cao 7 chỗ ngồi. Tiếp theo nội thất cho hàng ghế phía sau nhé, em quay rất là chi tiết và kỹ nhất có thể để các bác có thể đánh giá chi tiết với những khách hàng ở xa không thể đến trực tiếp showroom xem xe. Phần cột C của chiếc xe các bác quan sát này, keo chỉ rất là mới, rất là sạch sẽ. Cột B nhá, cửa gió điều hòa. Và đây là các chi tiết phần hộp đồ này, phần phím bấm này, tay nắm cửa mạc chrome sáng bóng. Tấm rèm che nắng này thì rất là tiện lợi cho chúng ta khi mùa hè nóng bức đã đến rồi,
UV thì rất là có hại cho sức khỏe, nên trang bị một tấm rèm nguyên bản theo xe thì tốt hơn rất là nhiều so với chúng ta trang bị một bộ rèm di động vừa cồng kềnh vừa không gọn gàng. Cột táp lý cánh cửa các bác nhé, khóa chốt an toàn cùng với các chi tiết con ốc của chiếc xe. Trên phiên bản full xăng đặc biệt này thì chúng ta cũng được trang bị cả ghế phụ chỉnh điện đa hướng các chị á. Con này cả ghế lái và ghế phụ đều có tính năng chỉnh điện. Các con ốc trên phần cột B này rất là sắc nét, với chất liệu thép kim loại chống rỉ cao cấp thì không hề có dấu hiệu rỉ sét hoen ố rồi. Và nội thiết hàng ghế thứ phụ của chúng ta cũng rất là căng cho cả đệm ghế, má ghế, dựa đầu các bác này. Đệm lưng rất là chắc chắn, rất là mới chúng ta rồi. Trung tâm phần tablo thì vẫn là thiết kế hai tông màu. Và trên phiên bản cao cấp này thì chúng ta được trang bị khá là nhiều túi khí an toàn, cả vị trí ghế lái, ghế phụ, tablo rồi trung tâm vô lăng, rất là nhiều túi khí trang bị trên chiếc xe này. Một hộc đồ chứa đồ cá nhân được trang bị thêm để chúng ta có thể chứa rất nhiều đồ trong cái phần khoang hậu cốp đầu này. Cửa sổ điều hòa rất là dễ dàng điều chỉnh các chị nhé, các phím bấm này điều chỉnh này. Và đây là tấm rèm che nắng tích hợp gương trang điểm kèm đèn trần cho quý khách hàng luôn. Và cuối cùng là cái vị trí cột ảo chiếc xe, mọi người thấy quan sát nhé, các bác có thể mang trực tiếp mà người quen, mang trực tiếp mà thợ lành nghề để đến showroom kiểm tra chất lượng của chiếc xe này. Sai cam kết thì bên em sẽ hoàn lại tiền 100% cho quý khách. Tay nắm cửa mạ chrome sáng bóng này, cột A của chiếc xe, táp lý cánh cửa phần cột A các bác nhé. Cuối cùng là mặt la răng cuối cùng của chiếc xe, mình quan sát này, em quay gần như là kỹ hết mức có thể cho quý khách có thể đánh giá với chiếc Santa Fe 2018 này. Đi luôn là phần khoang động cơ thì khối động cơ 2.4 thì chiếc xe này nó ăn đâu đó khoảng 8 đến 9 lít cho 100 km đường hỗn hợp. Mọi người thì quan sát các chi tiết màu sơn đánh dấu của nhà sản xuất trên cái phần khoang máy của chiếc Santa Fe 2018 này. Máy số zin, keo chỉ zin, thân vỏ zin, không đâm đụng tai nạn và không thủy kiếp nước. Và cái phần khoang động cơ này thì bên em sẽ vẫn bảo hành cho các bác 1 năm về chất lượng. Vì vậy nên mọi người cứ yên tâm, ngay tại showroom của bên em thì cũng có cầu nâng để các bác có thể kiểm tra khung gầm sassi của chiếc xe một cách tối ưu nhất. Và bao test hãng, test thợ, check test toàn quốc, ship xe tận nhà, check test tại nhà nếu như các bác có nhu cầu ship xe tận nhà cho các bác. Tấm nỉ cách nhiệt phía phần khoang nóc cabo này, cái khoang nóc cabo cũng rất là sáng nét, sạch sẽ, không rỉ sét, không cậy mở, keo chỉ nguyên vẹn và các chi tiết con ốc bản lề này còn cực kỳ là chất lượng. Con này thì tính năng an toàn được trang bị khá là nhiều, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo và hỗ trợ khởi hành ngang dốc, rất là nhiều tính năng an toàn được trang bị trên mẫu Santa Fe phiên bản full xăng đặc biệt này rồi. Nếu bác nào quan tâm đến chiếc Hyundai Santa Fe bản full xăng 2018 này của Butterfun vô gầm cao thì mời quý chị đến trực tiếp 468 Nguyễn Lương Bằng, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương để trải nghiệm mẫu xe này. Hoặc các bác có thể kết nối qua số Zalo 0964834834 để bên em có thể hỗ trợ các bác với chiếc Santa Fe 2018 này. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi clip giới thiệu xe của Butterfun. Xin chào và hẹn lại quý khách hàng tại clip giới thiệu xe tiếp theo.